Chưa có mối tình nào hết? Dạ chưa. Vậy là chưa nắm tay? Dạ chưa. Chưa hôn? Chưa. Ôi trời ơi, trong trắng quá. Đối với một cô con dâu đi làm về mệt đuối nằm một đống không làm ăn được gì hết. Không lập cơm nước cũng. Chuẩn bị gì để đám cưới chưa? Chuẩn bị hết rồi chị. Vậy hết là cái gì? Cái đó là lúc đó bạn mới sẽ biết. Mời bạn nam. Ngồi đi em. Mời bạn nữ. Rồi mời em ngồi, em giới thiệu về mình. Dạ chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh ạ. Em chào tên bạn. Là Phương Nhi. Em năm nay 24 tuổi, em đang làm điều dưỡng ở Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Em sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn. Làm công việc đó được bao lâu rồi em? Em làm công việc này được 3 năm rồi. À, mời bạn nam giới thiệu. À, chào chị Quỳnh Linh, anh Quỳnh Linh và chị Cát Tường. Và chào bạn bên ấy. Em tên là Khoa, 31 tuổi. Em là IT, quản trị mạng cho một công ty sản xuất về dây cáp. Ở Bình Dương. Đến từ đâu? Em sống ở Thành phố Hồ Chí Minh. Em nghĩ lý do tại sao mà em chưa có bạn trai? Có hai lý do nhỏ. Thứ nhất á, là môi trường làm việc của em, khoa em làm thì đặc trưng là của người già. Mà người già thì đâu làm ăn được gì. Người già nào? Ai nói người già không làm gì được. Nói này đụng chạm nha, tôi cũng già nha. Em hơi khó tính. Trời, mặt vậy mà khó tính hả? Dạ, em nói gọi là khó chịu thì đúng hơn. Mọi người nhìn em lần đầu tiên thấy sao mọi người không có ấn tượng nhiều hay sao á. Cái lướt qua, ngó nhỏ bạn thân cái bên, rồi hết phim. Thì bé mốt đi, đừng có dắt nhỏ bạn thân đi theo. Bạn thân không dắt nó theo dắt ai giờ. Trời ơi, thì khổ ghê. Bạn nam, nghe bạn nữ giới thiệu nãy giờ em thấy thì sao? Bạn nữ em chắc khó lắm, kiểu như là chọn về chọn người yêu đúng không? Thấy dễ ẹt mà sao của nó cũng khó là chị cũng không biết nữa. Còn cho mình hỏi kỹ xíu bạn nam là như thế nào? Em thì không thích quen trong người trong công ty. Vì thích quen người ngoài ngoài thôi. Mà công việc của em là tiếp xúc với máy tính nhiều. Không có tiếp xúc nhiều người nhưng giờ vẫn còn lập thành. Chưa có mối tình nào? Không có, dạ hai mối tình rồi. Hai mối tình? Mối tình dài nhất là bao lâu? Là 2 năm. Lý do tại sao mình chia tay? Kiểu như lúc đó em còn đi học. Vừa học vừa làm, ít quan tâm đến bạn nữ nên từ từ tình cảm nó xa dần. Bây giờ có thời gian quan tâm không? Giờ là em đã học xong hết rồi. Bao nhiêu lâu nữa thì bạn tiến tới hôn nhân được? Nếu được thì là khoảng năm sau. Năm sau. Bạn nữ mình có bao nhiêu mối tình rồi? Dạ chưa có ạ chị. Chưa có mối tình nào hết? Dạ chưa. Vậy là chưa nắm tay? Dạ chưa. Chưa hôn? Chưa. Ôi trời ơi, trong trắng quá. Vậy thì bây giờ em ước ao người chồng tương lai của mình là người như thế nào? Một người cao khoảng trên 1m7, không mập không ốm, cao ráo. Mét mấy? Dạ mét bảy. Sao vậy, bên kia sao vậy? Lý do tại sao phải chọn từ 1m7 trở lên? Dạ tại em khoảng 1m59, mang đôi dài 7 phân thì khoảng 1m66. Một anh trên 1m7 thì em búi tóc lên khoảng 2-3 phân nữa là chắc vừa. Trời ơi, tính kỹ dữ trời. Tính sao mà xa dữ vậy không biết. Phải cao cao chút đi mới xuống. Ví dụ em bên đây anh thấp anh mới 1m50 rồi sao? Không lẽ gì cho anh về nha. Anh về là chị em. Ngoài thị trường có dài độn hai tóc không? Nói đổ ngồi hộp hết trơn rồi nè. Em cũng là từng học về sinh học thì hai gen mà thấp á thì nó gặp có khi lại cao lên em. Biết đâu nó gen lặn thôi, nó hiện lên rồi hai sao? Hai lặn gấp trội em. Rồi có yêu cầu gì nữa không? Nói là coi có đủ cơ hội ngồi đây không? Không có râu, mà không có mụn. Anh trai không có râu sao? Ủa sao đàn ông phải có râu chứ em? Tự nhiên không có râu là thì cạo thôi. Tôi coi con này coi. Không có râu là sao? Gì kỳ vậy? Con trai thì phải có râu, đôi khi cũng phải có mụn chứ. Nhưng mà phải làm sạch. Ta nói là con trai không có râu là nó kỳ lắm á. Nhưng mà giờ người ta thích không có râu. Giờ tôi thích vậy sao giờ? Không có râu. Khó. Không rượu bia, không cờ bạc. Em thì là không hút thuốc. Với lại rượu bia thì dịp đặc biệt mới uống. Rồi, còn gì nói hết luôn đi em. Dạ, biết nấu ăn. Biết không? Em biết nấu mì gói được mà. Sao kỳ vậy? Bên đây cô nói sao kỳ vậy? Chuẩn bị về anh ơi. Bạn ở đây mồ hôi đổ ướt áo. Hay da, khó quá. Giờ không biết đứng bên phe nào đây nữa. Mà em có ưu điểm khuyết điểm gì không? Để nói cho bên kia ta nghe coi người ta có hợp không? Đang người ta cố gắng nè. Ưu điểm của em thì không có nhiều. Em hay cười, em thích chăm sóc người khác. Rồi. Khuyết điểm thì nhiều lắm. Em nấu ăn không có được ngon. Ăn được thôi, bởi vậy em yêu cầu bạn nam biết nấu ăn. Để em nấu ăn dở quá, bạn đó cũng nấu được cho em ăn. Thì em không biết nấu ăn thì em đi học nấu ăn đi. Em có thời gian đi học thì đâu có bắt bạn kia. Thì bạn kia cũng bắt đi làm vậy, tự nhiên bắt ta đi học, mình không đi học. Hai thằng đều đi học đi. Hai thằng đều đi học. Hai
thằng đi học nấu ăn nha. Em không biết nấu ăn. Thì nó rủ hai thằng đi học nấu ăn kìa. Không thích. Vậy giờ đi về. Thì không, thì có thể là về nhà mẹ em có thể chỉ cho bạn. À, có nghĩa là làm dâu phải không? Là. Hỏi cái coi chịu làm dâu không nữa. Làm dâu được không? Chịu nữa quá. Miễn là bên đó chấp nhận được cái thời gian làm việc thất thường của em thì không sao. Hiểu rồi, cũng nhiều khi tăng ca đồ trực ban đêm á phải không? Thường xuyên. Thường xuyên. Dạ. Khó quá. Tăng ca. Đúng rồi. Nếu mà khi yêu thì mình phải chấp nhận cái nghề của bạn đó. Cũng được đúng cũng không? Được, dạ. Mình thích người phụ nữ như thế nào? Em thích phụ nữ kiểu gia đình. Không thích phụ nữ kiểu xe xua đua đòi. Hoặc là đem cái chuyện riêng tư của mình lên xã hội để... Kể cho tao nghe, dạ. Không có đẫm vậy đâu. Khó là nhiều người giờ đem dạ. Riêng tư mình đem Facebook. Dạ, em Facebook thì em kết kế. Anh nói em hả? Ờ. Ủa sao em nói chuyện vấp 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 vậy? Mình bị cà lắm. Nói một câu dài xíu coi. Lúc hả? Em buồn em làm gì? Nghe nhạc. Nói câu dài dài chút coi. Thôi nghe nhạc được rồi chị. Lúc em vui em làm gì? Lúc em vui thì em đi dạo. Chuẩn bị gì để đám cưới chưa? Chuẩn bị hết rồi chị. Vậy hết là cái gì? Cái đó là lúc đó bạn mới sẽ biết. Bây giờ phải nói ra cho bên đây người ta nghe, người ta hấp dẫn, người ta mới chịu. Cô này cũng khó lắm. Theo như chị nói thì là đâu phải là lấy người đâu mà toàn lấy của đúng không? Không có của thì sao mà lấy vợ? Chắc chắn phải có mới lấy rồi chị. Thì có cái gì? Thôi chị khó, chị hỏi em khó à. Khó quá, thằng gái rồi khó quá. Đòi khỏi quá. Tao có gì tao giấu chút lại giờ tao nói có 5 chưa ngày có gì nhà, trơn á. Hai nó có gì tao có hết trơn rồi đó, tao để ở nhà đó, ba mẹ tao chuẩn bị hết rồi đó. Thôi bây giờ mình nói chuyện người thân đi. Em trai có đi với ai không? Dạ em có đi với thằng bạn Thành dạ. Thằng nào? Bạn Thành dưới vậy, dạ. Ngồi dưới. Bên kia nó tại... đi với hai thằng đi học. Bên đây nó đi với thằng bạn. Chào thằng bạn thân. Chào anh Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường ạ. Mình tên là Nguyễn Trường Hải, mình là bạn thân của Khoa. Thì Khoa là một người rất là thân thiện, dễ gần gũi. Đó là cái ưu điểm, còn cái khuyết điểm là trong giao tiếp thì Khoa hơi nhút nhát một chút. Nếu như bạn nữ mà ưu tiên về chiều cao á, thì có thể là bạn sẽ bỏ qua người bạn nam có thể giúp bạn đi đến hạnh phúc. Rồi, cảm ơn bạn. Dạ. Bạn gái có người thân đi theo không bạn? Có mẹ, chị họ, rồi mấy bạn đồng nghiệp nữa. Dạ, chào cô. Chào Quyền Linh, chào Cát Tường. Chào cô. Hôm nay mình đi theo con gái đến đây. Nói chung á thì nó thì cũng không có gì gọi là khó tánh đâu. Có một cái là do cái công việc, rồi một phần á là do là bé nó mất ba sớm. Thành ra khi nó va chạm với cuộc sống sớm quá, thành ra cái suy nghĩ của nó đôi khi nó hơi cứng nhắc một chút xíu. Theo tôi nghĩ á, thì coi như là cái chuyện vấn đề tình cảm thì thôi cứ để cho hai đứa cứ theo con tim của mình mà phán đoán đi. Yeah. Không có nên cứng nhắc quá trong vấn đề đó. Dạ. Yeah. Con nhận xét bạn trai bên kia như thế nào ạ? Nói chung là được. Cách nói chuyện thì cũng điềm tĩnh, không có vấn đề gì. Tùy theo cái cảm giác của con khi mà quay lại hai đứa nhìn nhau thôi. Dạ, đúng mình rồi. Sẽ có suy nghĩ như thế nào. Đúng rồi. Dạ, cảm ơn cô. Đó, mẹ nói rất là hay thấy chưa? Thôi, mình cho hai bạn gặp mặt đi. Kéo màn lên. Nhớ nghe là mẹ nhớ cứng. Rồi, hai bạn. Chào anh ạ. Hy vọng em xin giới thiệu. Cảm ơn. Anh nói anh làm việc ở Bình Dương. Vậy thì mình sáng đi chiều về hay là sáng. Sao ạ? Anh đi sáng đi chiều về. Sáng đi chiều về. Mà anh không về khuya đâu. Công việc của em đó, một tuần mình phải trực đêm tới 2 ngày lận. Như vậy thì anh có chấp nhận được không ạ? Đối với anh, quan niệm tình yêu là nghiêm tôn trọng và chấp nhận những gì cũng thuộc về người yêu. Vậy còn bên gia đình anh thì sao? Đối với một cô con dâu đi làm về mệt đuối nằm một đống không làm ăn được gì hết. Không làm được việc không nhà, cơm nước cũng... có làm, nhưng mà sẽ không có thường xuyên như những công việc văn phòng. Thì bên phía gia đình anh sẽ nghĩ như thế nào? Không, gia đình anh thì... bố mẹ cũng dễ tính, lúc đầu thì khó nhưng mà thấy anh lớn tuổi thì là trở nên dễ tính trở lại. Em cứ yên tâm. Khi anh đã chấp nhận thì ba mẹ anh chấp nhận là sẽ chấp nhận. Về nữa giặt đồ cho vợ được không? Cái đó khi nào em rảnh thì em sẽ làm. Ủa lần sau? Em rảnh em làm không? Em rảnh không làm hả? Em đi làm sao em giặt được anh? Công việc IT á, nó có bận rộn lắm không ạ? Công việc IT của anh là không phải là IT phần mềm. Anh là quản trị mạng với lại phần cứng. Nên là nhiều khi là rảnh rỗi lắm. Vậy có nghĩa là rảnh, không có bận. Đúng rồi. Là làm việc nhà được. Và là... Dài hàng. Đúng không? Đúng. Dạ. Anh nhận xét gì về em?
Nụ cười của em dễ thương, anh thích nụ cười của em. Và nếu mà em chấp nhận bấm nút á, thì anh sẽ là một bờ vai tự bình yên mỗi khi em làm việc về một mệt mỏi. Nói có hơi dấp nhưng mà cũng rất là tình cảm. Bạn nữ cảm nhận như thế nào về bạn nam? Cảm xúc ban đầu thì cũng không thể nào nói rõ được, nhưng mà nhìn chung thì ổn. Rồi, cảm ơn em. Vậy được rồi, nhìn chung ổn là được rồi. Thôi nhá, ổn là thấy được rồi đó. Nào, để tay bấm đi bạn trai. Đồng. Bây giờ trước khi bấm thì gì vậy? Kiếm gì đâu đây vậy? Nút sửa ghế hả? Nút đây là nút đây nè. Bây giờ trước khi bấm á, thấy con mẹ ngồi đó, mẹ tương lai đó. Nói gì một câu với mẹ. Chào bác. Nếu mà bạn nữ mà chấp nhận con thì con sẽ xem bác như là mẹ ruột của con. Chấp nhận như mình. Rồi, suy nghĩ kỹ nha. Một, hai, ba. Hết thời gian. Đó, bây giờ đó bạn đó bấm nút rồi đó. Nãy hứa rồi đó, bây giờ kêu đi. Chưa. Chi rồi, bấm rồi. Nè, bạn cái gái là sao chưa vậy? Bạn gái chưa nắm tay lần nào, giờ nắm tay bạn gái thử coi. Em xin mẹ. Xin bác cho con nắm tay mà. Mai mốt mà có dạ. Hùng bạn gái cũng xin mẹ trước nha. Lỡ không có đó sao? Xin trước, xin trước, bây giờ xin trước đi rồi nữa không không sao. Bác cho con xin trước nha. Mai mốt có gì bác có dịp không? Dịp. Có dịp. Có dịp không hả? Thôi, đây. Đây là chiếc ghế xem phim ha. Mong rằng những cái gì nãy giờ mình nói trở thành hiện thực. Đây, gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Quà tặng dành cho hai bạn là một suất chụp ảnh cưới trọn gói trị giá 15 triệu đồng tại Đà Nẵng hoặc thành phố Hồ Chí Minh trên các hệ thống của áo cưới Island nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Cố gắng lên nha. Đưa bạn gái đi chơi đi. Rồi. Anh muốn một người vợ thế này nè. Ví dụ như ở nhà thì giống Oisin, mà khi ra đường phải giống như một bà hoàng á, mà lúc mà lên giường thì phải ngọt ngào lãng mạn. Cái vụ này hay rồi nha. Mời em ngồi. Mời bạn nam. Rồi ngồi đi bạn. Rồi bây giờ mời hai bạn cùng giới thiệu về mình nha. Bạn gái giới thiệu từ trước đi. Em xin chào chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chào anh Quỳnh Linh và chị Cát Tường. Chào toàn thể các bạn đang có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Em tên là Bùi Thị Phương Anh. Năm nay em 34 tuổi. 34 dạ. tuổi. Hiện tại thì em sinh ra và lớn lên ở Đồng Nai. Em đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em đang kinh doanh spa ở bên quận Tân Bình. Kinh doanh spa ha. Dạ vâng. Rồi mời bạn trai giới thiệu. Dạ, em xin chào anh Quỳnh Linh, chào, chị Cát Tường, chào quý vị khán giả. Yeah. Em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Bá Ngọc, năm nay em 35 tuổi ạ. Em quê ở Quảng Bình, hiện tại em đang sinh sống và làm việc ở Long An. Em kinh doanh bất động sản. Ở Long An là ở đoạn nào? Em về thành phố Hồ Chí Minh mất bao lâu? Dạ, em đi lên đây thì hết khoảng 45 phút ạ. Em ở huyện nào, ở đâu? Em ở gần Hóc Môn đấy ạ. Em ở ngã ba Mỹ Hạnh. Ở Đức Hòa, Đức Hòa đúng không? Vậy thì đi qua Tân Bình cũng gần. Dạ gần. Không có xa đâu. 45 phút đi ông Đa. Rồi điểm mạnh điểm yếu của em. Em nghĩ điểm mạnh của em là cái gì em cũng dám làm, dám chơi và dám thử. Còn điểm yếu của em thì em hơi nóng tính nè. Rồi rất là kén ăn và mau quên nhiều thứ. Mau quên nữa dạ. Rồi mời bạn trai điểm mạnh điểm yếu. Dạ, em ưu điểm của em là vui vẻ, hòa đồng, nhiệt tình, hăng hái trong công việc. Em biết làm việc nhà. Tín em thì yêu thương tất cả mọi người, đặc biệt là những người có hoàn cảnh khó khăn. Còn nhược điểm của em thì hay ngủ nướng. Rồi em hơi kỹ tính. Ví dụ như tắm rửa thì em tắm hơi lâu, em tắm khoảng 30 phút mới xong lận. Bận lắm hay sao mà tắm lâu vậy anh? Anh cũng biết nữa. Nhiều khi vô trong ngồi thư giãn luôn đó em. Mà tắm lần 30 phút mà bao lâu mới tắm lần? Ê, dạ ngày tắm 2 lần đó chị. Trời đó là ngày mất tiếng hồ tắm á hả? Dạ đúng rồi, mà thấy một tiếng cho việc làm vệ sinh cá nhân nữa. Rồi tình trường hai bạn thì sao? Em thì trải qua hai mối tình rồi. Mối tình đầu tiên là thời sinh viên.
Mối tình thứ hai thì chia tay cách đây khoảng năm rưỡi rồi anh. Năm rưỡi. Quen nhau được bao lâu mà chia tay? Dạ quen được 6 tháng chị. Trời sao quen ngắn vậy? Dạ nhiêu đó là em nghĩ là cũng đủ thời gian để tìm hiểu rồi. Để quyết định là mình nên tiếp tục hay nên dừng lại. Và em chọn phương pháp dừng lại. Vậy thì cũng chưa có sâu sắc gì lắm ha. Dạ. Rồi bạn nữ. Từ trước ra thì em chưa trải qua mối tình nào hết. Cái gì? 34 tuổi chưa có mối tình nào hết. Dạ vâng. Tại sao? Có thể là tính cách của em nó hơi khác thường một chút xíu. Ví dụ như trong công việc thì em lúc nào cũng nghiêm túc, giống như một bà cụ vậy đó. Khó ưa, khó tính, khó chiều, chỉ có dễ ghét thôi. Còn khi mà em đi ra đường, em đi chơi với bạn bè thì giống như là một đứa con nít vậy đó, rất là tăng động. Ví dụ như là leo, trèo hoặc là làm tất cả mọi thứ mà mình thích. Chào em gái. Chào. Anh muốn qua nhìn em liền bởi vì em rất là ấn tượng cá tính đối với anh. Nhưng mà bây giờ trong đầu em á, hình dung một cái nửa yêu thương của mình là một người như thế nào? Em chỉ cần một người là hiểu được em, hiểu cũng em. Dám chơi, dám làm, dám thử tất cả mọi thứ giống như em. Và một người đàn ông thì đương nhiên là em cần có một sự lãng mạn, ngọt ngào và cưng chiều phụ nữ một chút xíu. Hình dáng cao thấp? Hình dáng cao thấp thì đối với em không quan trọng lắm bởi vì em có thể chỉnh sửa được những thứ đấy. Cao thấp sao mà chỉnh sửa được em? Mập ốm thì còn có thể chứ cao thấp là thua rồi, hôm nay đi kéo giò. Dạ đúng rồi, bây giờ thẩm mỹ em. Ghê vậy hả? Có một mẫu hình lý tưởng nào không? Thế nhưng mà so sánh với các ngôi sao showbiz bây giờ thì em thích ST. ST? Dạ. Có Betty anh, Betty. Mẫu người lý tưởng của em như thế nào? Mẫu người lý tưởng của em thì thứ nhất là hiền đó chị. Biết ứng nhân xử thế với lại biết lễ phép với người lớn đó chị. Có điều gì em không thích ở người bạn nữ? Em không thích anh mang luộm thuộm đó chị. Nói năng thì kiểu như là mất lịch sự. Rồi hay chửi thề, đặc biệt là chửi thề là em ghét lắm luôn. Có chửi thề không em? Dạ không. Tắm ngày 1 tiếng hả? Em 2 lần tắm mới tiếng đó chị. Ra tóc tai quần áo mất bao lâu nữa? Dạ mỗi lần em ra đường là nói chung là em trau chuốt ngoại hình lắm. Tại với em ví dụ như mình có đẹp thì mình đang tôn trọng người nhìn mình, người đối diện người ta nhìn mình, nhìn vô người ta lịch sự á chị. Là nên mất mỗi bao lần lâu? Em ra đường em trau chuốt đồ cũng phải mất tầm trên 20 phút đó. 20 phút. May mà chưa có tô son trét phấn đó. Nào muốn đám cưới? Em thì nếu cũng lớn tuổi chị nên tìm hiểu được thì tùy thuộc bạn gái ạ. Mình lấy thể, lấy nhau về mình lập nghiệp mình sẽ ở đâu, vợ chồng sẽ ở đâu? Em có nhà riêng rồi chị. Có nhà riêng rồi. Dạ. Vậy là không có làm dâu hả? Dạ không. Ba không, mẹ không ở không riêng. Phải làm dâu. Thôi được rồi, bây giờ chúng ta sẽ hỏi ý kiến người thân nha. Em đi với ai? Dạ em đi với chị bạn. Chị bạn rồi, dạ. Cho chị gặp bạn của em ha. Em xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường cùng toàn thể quý vị khán giả của chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Em tên là Thùy Anh, hai chị em khá là thân thiết với nhau. Phương Anh thì có cá tính rất là mạnh mẽ, nhưng mà mạnh mẽ đây là do dòng đời xô đẩy thôi, ở trong cũng yếu đuối lắm. Chỉ có một cái là đúng là Phương Anh khó tính trong tình cảm. Hồi nãy ảnh có nói là tính ảnh rất là hiền. Thì em nghĩ một người phụ nữ mạnh mẽ, nếu như mà gặp được một người đàn ông hiền lành thì cũng là một cái điểm phù hợp. Em thấy ảnh dễ thương. Dễ thương mà. Dạ. Em trai đi với ai? Dạ em đi với dì với lại hai em ạ. Dạ em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Dạ. Dạ em thấy cháu Ngọc thì ở nhà thì cũng ngoan, cũng biết quan tâm mọi người xung quanh. Cháu gái bên này thì cũng thấy cũng có cá tính, cũng dễ thương. Rồi nói chung tại vì cháu Ngọc là nó không có mẹ, cho nên cháu gái bên này là biết nấu ăn rồi. Nói chung là như vậy là em cảm thấy rất là thích rồi. Hy vọng là cháu về với nhà của cô. Dạ. Rồi. Được rồi ha, bây giờ hai bên ủng hộ hết rồi. Bây giờ để cho hai bạn trực tiếp nói chuyện với nhau rồi mình sẽ quyết định nha. Dạ. Mở rào. Dạ. Anh con heo bông tặng em. Dạ em cảm ơn. Em biết vì sao anh tặng em con heo không? Chắc là anh biết em, thích heo. Ủa em thích heo à? Dạ. Hiền quá. Tại vì anh tuổi con heo. Nên anh tặng em con heo. Nhiều khi anh muốn không có anh ở bên cạnh thì nó sẽ thay anh chăm sóc cho em. Nó có gắn điều khiển điện tử vào đây không anh? Nó là người gắn cả trái tim của anh vô trong đó luôn á. Nếu mà mình hẹn hò thì buổi hẹn hò đầu tiên là em thích mình hẹn hò ở đâu? Em thích đi xem kịch. Đi xem kịch. Dạ em thích xem kịch và xem phim, hoặc là đi chơi những cái chỗ nào mà nó thoáng mát, hoặc có những cái trò chơi vận động gì đó. Em không thích đi uống cà phê nhiều. Mỗi lần em đi ra ngoài em có make up nhiều không?
Tức là không. Tại vì em biết sao không? Anh muốn một người vợ thế này này. Ví dụ như ở nhà thì giống Âu Sinh, mà khi ra đường phải giống như một bà hoàng vậy á. Mà lúc mà lên giường thì phải ngọt ngào, lãng mạn. Nhìn về phía bên tay trái hả? Nhìn phía bên trái. Cái vụ này hay rồi nha. À, em muốn hỏi là tại vì tính của em nó hơi tăng động một chút xíu, nên là anh có thể cho em biết một vài những cái thói quen mà khác người hoặc là hơi biến thái của anh một chút xíu không? Thói quen khác người của anh hả? Dạ đúng rồi. Thì nhiều khi đang còn nói chuyện đồ chẳng hạn vậy, anh đùng cái anh hét toán lên vậy á. Anh hát á. Mọi người đến em ca khúc là Nắm Lấy Tay Anh. Và anh cảm ơn cuộc đời này đã mang em về bên mình để rồi. Mỗi sớm mai khi thức dậy, anh nói rằng hãy yêu anh và bên anh người nhé. Nắm tay anh thật chặt, giữ tay anh thật lâu. Hứa với nhau một câu sẽ đi trọn đến cuối con đường. Đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi, thì em yêu ơi hai ta sẽ không xa rời. Rồi bạn nữ hãy hát lại luôn. Hơi rung chút xíu. Vậy thì em cũng sẽ hát tặng anh một đoạn ngắn nha, để cho anh bớt rung ha. Em thấy hơi rung chút xíu. Cùng anh băng qua bao đại dương, cùng anh đi vượt ngàn con đường. Phiêu lãng như áng mây trời, xanh ngắn như giấc mơ qua và đời vẫn thế. Vẫn mãi trôi, tháng năm dài, mình có đôi. Nắm tay em chặt hơn đi, để trong lúc bên nhau dẫu mãi về đâu. Đệm sau lưng anh mọi bộn bề, mọi lo lắng nhẹ như mây bay. Xít môi em chặt hơn đi. Hay lắm em. Hai đứa này vui rồi nha. Cái này chắc em nắm hoài luôn đấy. Nắm luôn đi, nắm luôn. Anh này phải thả ra về bấm luôn. Nắm luôn, hai đứa nói chuyện luôn, nắm luôn đi. Nhưng ba vấn đề anh đưa ra em có thấy mình làm được tất cả mọi thứ không? Hả? Ý anh nói lên giường ngọt ngào và lãng mạn ở đây là ví dụ như là lúc mà hai đứa lên giường đúng không? Thì em kể cho. Đang lấy ví dụ thôi. Ví dụ cứ nói thẳng đi. Nói đi. Thì em kể cho anh nghe một câu chuyện chẳng hạn đúng không? Em kêu anh hôm nay em đi đường em thấy cụ ông 35 tuổi dắt cụ bà 34 tuổi vào quán ngồi ăn kem. Em còn thấy là cụ ông dùng răng bắt chí cho cụ bà nữa chẳng hạn đồ vậy đó. Còn sao? Kể gì mà rối quá ngọt ngào không hiểu gì. Chưa cái rõ. Cái ngọt ngào nó hơi lạ. Rồi bây giờ hai bạn nè, giây phút này quan trọng. Nói dạ. Nói chứ nhiều khi người ta nói cười vậy mà chưa chắc người ta bấm nha em. Bây giờ mình phải nhìn thẳng vào mắt nhau, mỗi người nói với nhau một câu thôi, ngắn gọn. Anh thì cũng thấy rung động. Này dạ. Anh muốn nắm tay em đi hết quãng đời này. Anh hy vọng em cũng vậy. Em về sự rung động thì vẫn chưa, nhưng mà em cảm nhận được là mình có thể tìm hiểu thêm. Đó là cái em thấy là nó quan trọng hơn. Đây là một cô rất là quyết đoán. Tại sao mà 34 tuổi đã chưa chọn ai? Không có vội vàng, đúng không em? Rồi. Từ từ, chậm mà chắc. Hết thời gian. Đặt tay vào nút bấm đi hai bạn. Nhớ ngọt ngào nha. Để tay nút bấm đi chàng trai. Hãy suy nghĩ thật kỹ nha. 3 2 1 Hết thời gian. Em trai có bấm không? Dạ không. Không bấm. Sao vậy? Trời ơi. Nói chung em cũng có chút rung động, nhưng mà em nghĩ nó chưa đủ để em bấm. Đúng. Em có thể nói cụ thể luôn để... Với lại em thấy bạn gái nói là bạn gái cũng chưa có rung động. Thì à, phút đầu mà chưa... Hoàn toàn sai lầm. Có thể là do câu đó. Nói tóm lại là đôi khi con người ta có một cái cảm xúc dạt dào nào đó, nhưng khi có một cái động thái nào đó làm ngắt ngang cái cảm xúc đó. Đúng không em trai? Bạn gái suy nghĩ như thế nào? Em thì ban đầu em cũng nghĩ là mình chỉ nên... chưa có sự rung động thật. Và khi em búng nút thì em chỉ nghĩ là mình có thể tìm hiểu thêm về nhau thôi. Còn về cái rung động thì thật sự là chưa. Rồi. Cái quyền quyết định là do các do bạn. Hai bạn. Tôi tôn trọng các bạn. Và chúc các bạn sẽ sớm tìm được nửa yêu thương của mình. Rồi.
Dạ, cái chào cô. À, nếu có cơ hội thì em xin em cho anh cơ hội để mà anh gắn kết hai đứa mình đến hết đoạn đường còn lại. Anh mong là em sẽ cho anh cơ hội tốt nhất. Dạ. Dạ, xíu nữa là em sẽ trở lại. Dạ không, nhà cửa em Bình Dương này nọ đã đầy đủ hết. Mọi tiện nghi nọ trong nhà là đầy đủ hết, không thiếu một cái gì hết. Nên khỏi phải lo về vấn đề kinh tế. Rồi, ngồi đi bạn. Mời bạn nữ. Mời em gái giới thiệu đi em. Dạ, em chào chị Cát Tường, cho anh Quyền Linh, bạn nam bên kia và toàn thể khán giả. Em tên là Thanh Phượng, em năm nay 22 tuổi, em đến từ Long An. Việc làm hiện tại của em là nhân viên kiểm nghiệm thực phẩm tại công ty bánh kẹo Atango ở quận Bình Tân. Rồi, mời bạn trai. Dạ, và lời đầu tiên cho phép em xin được gửi lời chào đến anh Quyền Linh. Rồi, chào chị em. Chị Tường, bạn gái xinh đẹp bên kia và toàn thể quý vị khán giả trong phim trường ngày hôm nay với một lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Rồi, ngồi xuống đi em. Dạ, em tên là Nguyễn Công Dự, năm nay em 26 tuổi. Dự 26 tuổi? Dạ, làm quê em người miền Trung. Trung là đâu? Quảng Ngãi, thành phố Quảng Ngãi. Dạ. Dự làm nghề công việc gì? Dạ, hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại thành phố mới Bình Dương. Em là nhân viên tài xế của công ty cổ phần vật liệu xây dựng Thế Giới Nhà. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Dạ, điểm mạnh của em thì tiếp thu và nắm bắt công việc rất tốt, nhanh nhẹn và hoạt bát trong ăn nói. Và điểm yếu của em thì tính tình hay quên. Hay suy nghĩ về vấn đề nào đó mà mình căng thẳng rồi rất là nản lòng. Mời bạn gái. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Dạ, ưu điểm của em là nhiệt tình, vui vẻ và hòa đồng với mọi người. Còn về nhược điểm là em hay quên và dễ xúc động. Thì em thường xem những cái clip video về gia đình tình cảm thì em thường khóc trước người ta. Mình coi người ta chưa khóc là mình khóc rồi đúng không? Dạ. Về tình trường thì sao? Dạ, em chưa có mối tình nào hết. Chưa có mối tình nào hết? Dạ, thật sự thì trong thời gian đi học thì mình cũng có thích vài người. Nhưng mà dạng như là tính chất ngưỡng mộ, thấy người ta giỏi mà mình muốn như người ta vậy đó. Nhỏ tuổi hơn em không thích, em chỉ thích lớn tuổi hơn thôi. Không có mối tình nào hết, còn giữ mấy mối tình? Dạ, em đã trải qua hai mối tình. Hai mối tình rồi? Dạ. Mối tình mới đây nhất là mối tình gì? Dạ, mối tình mới đây nhất là khoảng 3 năm. Tại sao chia tay dữ? Dạ, thì cũng mối tình đó, hồi đó thì em cũng còn nhỏ tuổi và cũng chưa suy nghĩ chín chắn. Nên trong khi học xong bước ra đường làm việc bươn chải thì lo cho cuộc sống gia đình, mình lo ổn định gia đình rồi mình mới suy nghĩ tới mình. Khi mà làm tài xế thì dự làm gì? Dạ, em đã từng làm nhân viên tại một labo răng của công ty công nghệ răng thời đại. Rồi làm gì nữa? Trong khi đó thì em cũng vừa đi làm mà vừa tối về thì em cũng hay hoạt động kèo kéo, hát rong ngoài đường phố. Hát kèo kéo? Dạ, hả? Cũng từng làm MC trong cái chương trình. Trời, dễ thương quá. Dạ. Tối về đi hát kèo kéo, một mình bạn hay có ai không? Dạ, một mình em, một cái loa, một chiếc xe và một chỗ kẹo. Dạ. Thôi, thôi bây giờ hát một bài cho nó vui lên nào. Dạ. Cho cuộc đời vui thì không em gửi bài hát này cũng là tấm chân tình. Thì em xin phép hát bài Ngẫu Hứng Lý Qua Cầu. Rồi, mời em. Bằng lòng đi em về với quê anh, một dòng sông xanh, một cù lao xanh, một vườn cây xanh hoa trái đưa hương, thuyền ái qua sông nụ cười mênh mông. Bằng lòng đi em anh đón qua cầu mùa mưa, cầu tre dấu khó đưa sâu. Bằng lòng theo anh xưa mãi tranh nghèo về quê, người dân chỉ có tâm lòng, có chỉ xuồn ba lá để yêu em. Rồi. Bạn gái cảm nhận về câu chuyện của bạn trai vừa kể như thế nào? Dạ, bạn chân thật và cố gắng tìm cho mình công việc để sống. Em mong muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Dạ, em muốn người bạn trai đó phải cao hơn em một cái đầu. Tóc phải cắt có ngắn gọn gàng, không dùng tóc. Da thì đừng có đen quá mà cũng đừng có trắng quá. Không rượu bia. Không rượu bia? Dạ. Em trai có rượu bia không em? Dạ thì lâu lâu cũng có xã giao, đám cưới đám tiệc với bạn bè một chút xíu. Và cỡ nhiều nhất thì cỡ 5 lon bia là xỉn. Rồi. Dạ. Giống như xã giao thì vẫn được chị. Không hút thuốc. Dạ em không có chịu được mua thuốc lá đâu. Có hút thuốc không? Dạ không, em không hút thuốc. Rồi tốt quá. Dạ. Mình muốn tìm một nửa yêu thương như thế nào? Dạ một nửa của em là chỉ biết kính trên nhường dưới, biết lễ phép với gia đình là em thấy quý rồi, em thấy là hạnh phúc lắm rồi.
Coi như đó thôi đúng không? Dạ, chú cũng không mong gì hơn. Dạ. Để anh qua anh xem đàn gái thế nào nha. Dạ, dạ. Ai, dạ chào cô gái, dễ thương. Em cảm ơn. Anh thấy em cũng hiền đó. Nếu bây giờ bên đây gọi là muốn bước tới thì khoảng bao lâu? Dạ, 3-4 năm. Dữ vậy hả? Tại vì em cũng muốn ổn định cái tài chính của mình. Chờ nổi không dữ? Dạ, có thể sớm hơn cũng được. Sớm mà 3-4 năm thì cũng cố gắng chờ đợi. Nhưng mà tới đó mà hai người yêu với nhau mà muốn thì chắc được. Về vấn đề về tài chính thì em đảm bảo em sẽ lo được trọn vẹn gia đình và lo được cho tất cả hai bên gia đình. Em sáng đi lấy xe, chiều tối còn làm thêm nhiều việc, lái thêm nữa. Tức là một cái người hết sức là nỗ lực trong cuộc sống. Anh nghĩ là được đó, rút ngắn thời gian nha. Dạ. Rồi. Nếu như mà kết hôn thì mình sẽ sinh sống ở đâu ha? Dự em định lập nghiệp ở đâu? Dạ em thì hiện tại lập nghiệp và nhà cửa em ở Bình Dương. Coi như là làm dâu đúng không? Dạ không, làm dâu thì cũng được, nhưng mà thì tại vì là chỉ có mẹ già thôi, nhà cửa thì mẹ cũng có tính cũng dễ dàng nên có thể làm dâu cũng được. À, người đó không chịu làm dâu thì em vẫn có thể theo người đó. Trời ơi, đâu mà dạ. Dễ thương hiền lành quá vậy không biết nữa. Rồi thật sự là có cái điều gì mà em ngại ở người phụ nữ không? Em không thích ở người phụ nữ không? Dạ thì người phụ nữ thì ngăn nắp gọn gàng xíu, biết chăm lo cho gia đình một chút là em cảm thấy là ok rồi. Công việc của bạn ấy thì có cũng được, không có cũng được, em sẽ đảm bảo em lo được. Nuôi nổi không mà dám nói chắc cú vậy? Dạ thì em trong sức lực của em sẽ lo tất cả. Trong sức lực em mà dạ. Lo được hết. Dạ. Ok, chị thấy một người đàn ông có chí cầu tiến như vậy và sẵn sàng yêu thương vợ con, làm hết để cho vợ được thoải mái nhẹ nhàng là chị thấy cũng là khó tìm đó em. Dạ. Ăn thua hôm hai bạn mình ha. Mình sẽ khảo sát ý kiến gia đình nha. Dự đi với ai? Dạ hôm nay em đi với mẹ và em gái của em. Dạ. À rồi, chào cô, chào em gái. Dạ, dạ. Chào cô. À, xin chào MC Cát Tường với Quyền Linh. Dạ. À, đến đây để thứ nhất là cổ vũ, thứ hai nữa là chọn một nàng dâu tương lai. Cô thấy dâu tương lai vậy được chưa cô? Thì thấy là cháu bên đây thì cũng rất là dễ thương, hiền. Nếu mà thật sự mà được đến vừa dự thì hai đứa cũng rất là hiền, dự hiền lắm mà dự rất là thật thà. Dạ. Con thấy chị dâu tương lai sao con? Dạ con thấy chị cũng được, cũng xứng với anh hai con. Theo tiêu chí của hai người là hợp với nhau ạ. Rồi. Rồi. Cảm ơn gia đình nha. Em đi với ai? Dạ, em đi với cha mẹ và hai chị họ. Xin chào MC Quyền Linh và Cát Tường. Dạ. Chào toàn thể quý khán giả trong khán phòng. Mình là Quỳnh Ngọc Trí, năm nay 47 tuổi. Mình nhận xét về bạn nam thì bạn nam thấy cũng cao ráo, gương mặt thì cũng có hậu, hiền thì nói chung thì cũng được. Nếu mà bên đàn trai bước tới, bên đàn gái có chịu không? Cái đó thì mình thì đồng ý nhưng mà quyết định là do con. Rồi, con chịu là mình chịu ha. Ok. Rồi, cảm ơn gia đình. Rồi. Thôi, bây giờ mình mở rào cho hai bạn gặp mặt nha. Kéo rào. Anh xin tặng em bó hoa. Dạ, và cảm ơn. Anh cũng ăn nói thì cũng không có hay lắm, thì anh xin gửi cho em một vài câu hát dạ. Để tỏ tình với em và bài hát Làm Vợ Anh nhé. Mong dạ. Em nhận đó. Dạ em cảm ơn. Làm vợ anh nhé, anh có một bờ vai đủ rộng, một vòng tay ấm, một trái tim luôn thấu hiểu em. Làm vợ anh nhé, anh sẽ luôn là người che chở, mang đến cho em sự bình yên. Rồi, bắt đầu trò chuyện nha bạn. Em thấy anh thế nào? Em thấy anh thật thà. Hiện tại là em tên Phượng và em đang làm việc ở đâu? Dạ, em làm ở Bình Tân anh. Ồ, vậy cái thời gian mà mình tiếp xúc với nhau chắc là thì anh hơi xa. Thì công việc sắp xếp của anh á, thì anh có thể sắp xếp cho em là ví dụ như ngày Chủ nhật. Thì em có thấy hạn chế quá không? Dạ không, theo em cũng bình thường. Tại vì trong tuần thì có thể là em tăng ca nên chỉ gặp chắc là chỉ có cuối tuần thôi anh. À, nếu mà có cơ hội thì sau này anh sẽ cố gắng vun đắp và che chở cho em. Rung lắm hả em? Dạ rung. Sao ngồi nhúc nhích liên tục vậy? Hít thở sâu vào. Thôi thì... bạn gái hát tặng bạn trai một bài cho bạn trai đỡ rung. Đừng thấy bạn trai rung lắm rồi đó. Dạ em có chuẩn bị bài hát mà có em chờ. Em sẽ hát một đoạn. Chắc là hơi dở. Từ lần đầu tiên ta đi bên nhau, em đã biết tim mình đang rơi rồi. Từ lần đầu tiên môi hôn trao nhau, em đã biết không thể yêu thêm ai. Cách anh cười con môi,
các anh lặng lẽ ngồi, người nhìn bóng tôi lặng thầm thời gian trôi. Người đàn ông em yêu đôi khi có những phút giây yêu đôi không ngờ. Ngồi kia nếu có khao khăn qua về nhà anh nhé, có em chờ. Yeah. Anh hỏi nè, khi mà hai đứa về nhau rồi có con thấy không, rồi tiền phòng trọ nè, tiền điện, tiền nước, tiền đủ thứ tiền hết nè, vậy thì em làm đi lái xe sao đủ, rồi làm gì nữa? Dạ không, nhà cửa em Bình Dương này nọ nó đầy đủ hết, mọi tiện nghi nọ trong nhà là đầy đủ hết, không thiếu một cái gì hết. Nên khỏi phải lo về vấn đề kinh tế, tại vì bây giờ làm ăn sinh sống là tạo lên một cái sự nghiệp vững mạnh thôi, chứ còn kinh tế mà lo nan chỗ ở là em sẵn sàng hết rồi. Có nghĩ mình phải mua chiếc xe nào đó để mình chạy riêng cho mình không? Dạ có. Đó, ví dụ như thế. Dạ. Không? Bây giờ bạn nam bước tới đi. Bạn nữ là chưa có một mối tình nào, chưa nắm tay bao giờ. Em hãy thử để cho bạn nữ kiểm tra lại cái cảm xúc của mình, nắm tay bạn ấy và nói những cái gì thật lòng nhất, rồi chúng ta quyết định có bấm nút hay không. Trên phải được phép nắm tay em nhé. Dạ được. Nếu có cơ hội thì em xin em cho anh cơ hội để mà anh gắn kết hai đứa mình đến hết đoạn đường còn lại. Anh mong là em sẽ cho anh cơ hội tốt nhất. Dạ. Dạ, xíu nữa là em sẽ trở lại. Rồi. Một chàng trai rất là chân thành, vẫn có sự rụt rè. Một cô gái cũng khá là kính tiếng, khó có thể nhận biết được cô đang nghĩ gì. Hai bạn hãy suy nghĩ thật kỹ nha. Hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm và phải chịu trách nhiệm với quyết định đó. Hãy nhắm mắt lại và quyết định. 1 2 3. Hết thời gian. Chúc mừng. Nắm tay đi vậy. Hả? Cặp này tôi nghĩ rằng là họ có gương mặt phu thê lắm đấy, rất là hợp lý luôn đó. Cảm giác thế nào hả Dự? Dạ, cảm giác vui và hạnh phúc. Vui hả? Dạ. Em nói gì với gia đình của Phượng đi. Dạ, con xin chào hai bác và xin phép cho hai bác cho con được cơ hội để đến với Phượng và làm quen với Phượng. Mong hai bác cho con cơ hội. Đó, hai bác gật đầu rồi. Xin hai bác cho một nụ hôn đầu tiên nhé. Dạ, xin phép hai bác cho con được phép là hôn trên tán bạn một nụ hôn đầu tiên của bạn. Em nụ ấy không? Dễ thương lắm. Chiếc vé xem phim để giúp các bạn hiểu nhau nhiều hơn, yêu nhau nhiều hơn ở cùng rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng. Em là một tiếp phụ nữ của gia đình, em có thể nấu ăn ngon. Khuyết điểm của em là em hay giận. Cái gì không vừa ý em là em giận. giận, cái gì cũng giận. Gái mà chị. Mối tình đơn phương thì có được tính không anh? Được luôn. Đơn phương thì em cũng có chắc khoảng 5-7 mối. Chắc khoảng 5-7 mối. Trời ơi, cái gì mà đơn phương nhiều vậy? Nhà gái đã sẵn sàng rồi, cho nên mời nhà trai bước ra trước. Trời ơi, mời nhà trai. Mời nhà trai, mời nhà trai. Rồi. Mời nhà gái. Rồi. Bây giờ em trai giới thiệu đi. Trước em xin gửi lời chào đến chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò và anh Quỳnh Linh và chị Ngọc Lan ạ. Dạ vâng. Thì tên là Nguyễn Hữu Cường, em sinh năm 1987 ở Hà Nội. Tại em đang đào tạo để trở thành võ sĩ MMA, võ tổng hợp. À, rồi Cường sinh năm 87 đó, võ sư đó. Vâng, em học 6 môn võ rồi. Sao tự nhiên nhấn mạnh chữ võ sư quá vậy? Để cảnh báo bên nhà gái vậy đó. Nè. Không, em học võ mà em không đánh phụ nữ rồi em. Mình cảnh báo thôi mà, đâu có đánh ai đâu. Bây giờ nghe nhà gái giới thiệu một cái là hết hồn liền nè. Giới thiệu đi em. Dạ, em chào chị Ngọc Lan, em chào anh Quyền Linh và em chào quý vị khán giả. Em chào bạn nam bên kia. Em tên là Kiều Anh, năm nay em 28 tuổi. Công việc hiện tại của em là nhân viên văn phòng. Văn phòng mà làm công việc gì cụ thể là làm gì vậy? Dạ, em làm bên kiểm toán ạ. Dạ, kiểm toán là con số đó, nhức đầu lắm đó. Rồi. Dạ. Ưu điểm, khuyết điểm nhà gái là gì nè? Dạ, ưu điểm của em là
Em là một tiếp phụ nữ của gia đình. Em có thể nấu ăn ngon. Có thể nấu ăn ngon là sao? Hên xui đó. Không, em nấu ăn ngon, em nấu ăn được anh. Rồi còn khuyết điểm của mình là gì? Dạ, khuyết điểm của em là em hay giận. Ủa, hay giận là sao? Nó có thể cụ thể hơn được không? Cái gì không vừa ý em là em giận. giận, cái gì cũng giận. Gái mà chị. Bên mình hãy nói cho nhà gái biết coi, điểm mạnh, điểm yếu của mình là gì? Vâng thưa anh, điểm mạnh của em là em biết võ thuật. Em học 6 môn. 6 môn? Võ gì kể con nghe nào. Em học taekwondo, xong chuyển sang thiếu lâm, xong chuyển sang vịnh xuân, xong tán thủ. Rồi. Thất sơn thần quyền. Và bây giờ em học thêm võ tổng hợp MMA. Dữ gì đó hả? Và em học cả boxing và muay thái nữa. Coi như cả đời học võ đó. Chút mở rào em làm một vài thế coi chơi cái nha. Không, đó, bây giờ okay. Làm liền. Nhà nữ, không. Bây giờ làm liền. Để hồi ra mắt hả? Cô gái kia cho nó thấy luôn, hiểu không? Chào em. Thôi vậy thôi đi về. Tính đi qua kêu trổ tài cho coi trước. Hồi để ta làm bài bản cho nhà gái thấy luôn, hiểu không? Ok. Em có tật xấu gì không Cường? Dạ, tật xấu của em là mải chơi. Mải chơi hả? Chơi gì mà mãi chơi vậy? Em mà chơi game. Võ sư này chắc là chơi võ lâm truyền kỳ dữ lắm nè. Em thích chơi game. Game gì? Game đánh nhau. Game đánh nhau. Kêu võ lâm truyền kỳ không chịu. Học võ đánh ngoài không được, đánh trong game. Vâng đúng ạ. Đúng không? Nó hai cái đều giống nhau. À có mấy mối tình đây? Mối tình đơn phương thì có được tính không anh? Được luôn. Đơn phương thì em cũng có chẳng khoảng 5-7 mối. Chẳng khoảng 5-7 mối. Trời ơi, cái gì mà đơn phương nhiều vậy? Mà sao em nhát, em không nói hay sao em yêu? Không, nói. Em thể hiện em tỏ tình hết nhưng mà người ta không chịu. Rồi xui vậy trời. Chị người ta bảo là có người yêu rồi thì em không muốn phá hoại tình cảm của người khác ấy. À trời xui quá. Rồi ngoài 5-6 cái mối tình đơn phương đó là có cái mối tình chính thức nào không? Chính thức em có hai mối tình, mỗi mối tình được có 1-2 tháng. Trời ơi. Chính thức mà tới 1-2 tháng lần đó. Chỉ mới quen biết vậy thôi hả? Có nói là yêu thương gì chưa? Dạ không nói mà tiến đến luôn ấy. Có hả? Đến A A đến Z rồi. Đến A A đến Z rồi. Một hai tháng. Trời ơi. Thấy chưa? Mới 1-2 tháng từ A đến Z luôn á. Đừng có giỡn. Tự nhiên cái tim nó đập. Thấy chưa mà mối coi gì chứ ta có tài lắm. Chơi đoàn tấn công không đúng không? Đâu toàn người ta tấn công em thì được. Em tấn công thì toàn là thua. Sao chia tay? Chung là cũng không hợp chứ. Bạn gái đầu tiên thì bạn ấy cũng kiểm soát em nhiều quá. Vì sao với cả cứ đòi chia tay nhiều thì tự ái đàn ông ấy, thì mình cũng chia tay luôn. Chia luôn. Ta đòi chia tay nhiều quá ừ luôn. Quen có 1-2 tháng mà đòi chia tay mấy lần? Phải đến gần chục lần ấy. Trời đất ơi trời. Chào anh. Chào em gái. Xinh xắn đó. Xinh, rất là xinh. Mình có mấy mối tình à? Dạ, em có một mối tình ạ. Lâu không? Dạ, cách đây 2 năm. Nhưng mà vì công việc em bận quá nên là cũng không có nhiều thời gian để đầu nhưng tư. Nhưng yêu nhau mấy năm á? Yêu nhau cũng có 1 năm thôi. Giờ còn bận không? Dạ, giờ đỡ rồi. Giờ đỡ bận rồi. Em muốn tìm một người yêu lý tưởng như thế nào? Dạ, người yêu lý tưởng của em thì bạn đó phải nam tính. Bên đây nam chắc rồi đó. Chắc nam rồi đó. Ta từ A tới luôn dạ. Mà sống là phải có trách nhiệm. Trách nhiệm? Dạ, phải bản lĩnh. Phải là một người cho em có đủ khả năng dựa dẫm khi em cần. Yên tâm, không nào giống quýnh em đâu. 6 môn này. Không ai dám đụng tới em. 8 môn này, bữa em mới học thêm 3 môn. Bữa em mới học thêm 3 môn. Thấy chưa? Thấy chưa? Đừng có lo, đừng ai đụng tới em hết. Hồi mở mà mở rào múa cho em coi nè. Dạ em không thích đàn ông cái gì? Không thích đàn ông nóng tính. Cái này thì không chắc này, bên này kia có nóng. Nhưng mà nhào nóng xong nhào chơi game, quýnh trong game thôi, không quýnh ngoài đời. Vâng vâng đúng rồi. Đúng không? Vâng vâng đúng rồi. Thấy chưa?
thiết mà. Còn gì nữa không? Không thích gì nữa? Dạ, không thích đàn ông nói nhiều. Em ít nói. Càng hay em không nói câu. Nhiều là đây thanh minh hết rồi đó, được chưa? Dạ. Ok, còn em? Dạ, em thích sao? Em thích mẫu người phụ nữ giống bạn gái bên kia. Thích mẫu người phụ nữ giống bạn gái bên kia. Trời ơi, trời ơi. Biết người ta bên đây sao chưa mà nói giống. Nhưng mà tôi thích, tôi nghe tôi cũng thấy được á. Nếu mà tôi nghe nãy giờ tôi cũng thích người như vậy luôn á. Thích người cao hay thấp? Cao thấp thì anh cũng không quan trọng. Mập hay ốm? Không ốm quá. Được, bên kia mấp mép mẫm mỉm đúng không? Thương. Được. Đúng mẫu. Bên đây có dạng thịt lắm. Bên đó không bằng bên đây đâu. Bên đó không bằng bên đây đâu. Dẹp đi nha. Bây giờ ngoài cái tài tính võ ra em còn ca hát nhảy múa gì được không? Em có hát được Lam Trường ạ. Rồi hát cho bên kia nghe nè. Vâng, em xin phép gửi đến các vị quý khán giả và anh Quý Linh và mình hát thôi, mình dò quá và... một hồi nó rách cái quần đó. Nãy giờ tôi thấy dò dữ lắm. Em xin biểu diễn bài hát Anh Luôn Chờ Mong của Lam Trường ạ. Trong đêm thu khuya vắng mưa từng cơn, trong đêm thu khuya vắng mưa từng cơn, anh lang thang trên phố quen ngày xưa, xa em anh mới biết bao ngày qua, ngày tháng trôi đi lòng vẫn thiết tha hoài mong. Wow 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 wow. Anh Lam Trường phải có cái đó. Môi hôn xưa phai dấu đêm quanh hiu, miên man bao nỗi nhớ đêm dài thêm. Em yêu ơi có biết anh chờ em, từng phút giây mong chờ mình có em. Biết ai vẫn còn yêu anh, hay em đã vội quên. Biết em hay còn yêu anh không, người yêu sao ơi. Ước mong mãi luôn được bên em, trao em tình yêu người yêu ơi. Anh luôn mong chờ. Biết em vẫn còn yêu anh, hay em đã vội quên. Biết em hay còn yêu anh không, người yêu sao ơi. Ước mong mãi luôn được bên em, chào em tình yêu người yêu ơi. Anh luôn. Được rồi. Em thôi. Này là coi như em ruột Lam Cường á. Hát rất giống Lam Cường. Vâng. Mọi người gọi em Lam Cường. Thôi vậy để nó vui đã. Một người đàn ông rất là thú vị nha em gái. Rồi. Bây giờ nè, người thân của em đi là nay là ai? Sau đấy người thân em là em trai họ em là Tuấn Anh ạ. À, em họ đó. Xin chào quý vị khán giả, chào anh Quyền Linh, chị Ngọc Lan. Em tên là Tuấn Anh, em là em họ của anh Cường. Thì em thấy bạn nữ bên này rất là ok. Bạn rất là dễ thương, bạn rất là hiền dịu. Và con người em cảm thấy là một người rất là có trách nhiệm và một người mà phù hợp mà cho cuộc sống gia đình ạ. Đó, em xin hết ạ. Đi với ai? Dạ em đi với chị dâu của em ạ. Dạ em chào anh Quỳnh Linh, em chào chị Ngọc Lan và dạ, chào các anh chị khán giả trong trường quay. Cá nhân em thấy thì bạn nam bên này rất là vui tính, cũng chất phát, hiền lành. Em hôm nay đi là chủ yếu ủng hộ với cổ vũ cho em anh. Em anh thì là một em chồng rất là ngoan, hiền, giỏi nữa, lại độc lập nữa, nấu ăn cũng ngon, làm việc trong công việc thì cũng rất tốt. Thì do, chắc là do bận quá cho nên đến giờ vẫn chưa kiếm được ai ưng ý. Thì hôm nay lên đây thì em cũng mong là em anh sẽ kiếm được bạn trai để đi về. Em thấy anh này được không? Dạ em thấy anh này hiền. Nhưng mà chủ yếu là do quyết định thì cũng do em anh quyết định. À nhưng mà được đúng không? Dạ được. Vui không? Dạ vui. Bây giờ nè, mình mở rào và thể hiện. Ta không em tặng hoa trước. Chưa. Mình đi đường quyền liền. Đường quyền trước. Không không sợ bạn sợ. Không có sợ bạn ngồi coi em. Mình vô cái làm một loạt liền. Tất cả những thế nào đó. Em thích Lý Long. Đúng rồi. Lý Long. Em muốn làm gì làm. Tạo dấu ấn đầu tiên hay đó. Dạ vâng. Rồi sau nói tặng hoa sau. Chuẩn bị sẵn sàng. Mở rào. Lùi quân. Nào quên đường này. Gấp quá. Thì nào quay lại là chơi liền nha. Hey.
Tặng hoa. Mệt không? Không, không hả? Ừ, không thì được. Hoa đi chương trình ngay. Dạ, em cảm ơn em. Không, anh cảm nhận coi. Ấn tượng không? Dạ, dạ. Ấn Ấn tượng không? Ấn tượng không? Dạ, có. Trời ơi, người ông này có thể bảo vệ em mọi lúc, mọi nơi luôn. Tìm người này không khó đâu. Không phải dễ. Rồi, được rồi. Rồi đi em. Hay lắm, anh thích em rồi đó. Không? Vâng, cảm ơn anh. Thích em rồi đó. Đó, người đàn ông phải bản lĩnh như thế đó. Anh Dương hồi hộp dữ lắm phải không? Vâng, em... Nhưng mà mệt không? Mệt không? Hỏi thiệt có mệt không? Không, không, em bình thường. Không, vậy là khỏe lắm á. Không, mình trả không gian cho hai bạn. Chào em, anh Cường. Rất vui hôm nay được gặp em và qua chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò thì mình có duyên gặp nhau thì... Nói để đừng có già trà cái quần nữa thì... Em không biết nói gì. Bối rối. Vậy em tên là gì nhỉ anh? Dạ, em tên là Oanh. À, em tên Oanh. Thế là em... nhà em ở đâu? Dạ, quê em là ở Khánh Hòa, còn em đang sống ở thành quận 7. Anh ở quận 7 ấy. Dạ. Mình cũng gần nhau nhỉ. Dạ. Khi nào có dịp thì mời em đi cà phê. Thì dịp này chứ dịp nào? Em thường khi thời gian rảnh thì em hay làm gì? Khi rảnh thì em hay đi chơi với bạn. À thế à? Dạ. Thế thì ngoài đi chơi với bạn thì em có cái sở thích gì không? Em thích nấu ăn. Mỗi nấu ăn thôi. Em cũng ít sở thích nhỉ, đúng không? Từ từ tìm hiểu sau anh. Thế cho anh hỏi em về cái quan điểm hôn nhân và tình yêu của em như thế nào? Quan điểm của em thì phải tôn trọng nhau và tin tưởng nhau. Quan điểm về hôn nhân và tình yêu của anh là anh thì anh hay thích xem phim trưởng, truyện trưởng. Thì thường là hai nhân vật chính thì người ta yêu thì người ta sống chết vì nhau ấy. Đấy. Là vậy đó hả? Là tức là thích một cái tình yêu giống phim trưởng vậy hả? Đúng rồi chị ạ. Một tình yêu chung thủy sống chết cùng nhau. Em có ý định khi nào mình sẽ kết hôn không? Dạ, thì khi nào anh cầu hôn thì kết hôn. Thì khi nào anh cầu hôn thì kết hôn. Dạ. Hay nha. Rớt tim, rụng tim. Bây giờ nè, em bước tới nắm tay cô ấy. Em nói những cái cảm xúc của mình về cô ấy nãy giờ. Em ấy là người thế nào, nói cho cô ấy biết. Cho anh xin lòng không, không phải bắt tay. Nắm hai tay vậy nè. Đúng là gì đó. Đó. Ừ đó, như vậy đó, rồi nắm. Thì anh cảm thấy là em rất xinh. Và cũng hiền lành. Có cảm giác được đây là một nửa mà mình đang tìm kiếm không? Mình để thời gian trả lời. Rồi, thôi trở về ghế ngồi đi. Được rồi đó. The Great Wave. Toshiba. Hãy cho nhau cơ hội. Nếu chúng ta cảm giác đây là một nửa mảnh ghép, có thể là mảnh ghép của mình. Còn nếu không, chúng ta không cần bấm, để nút bấm đó cho người khác. Hãy quyết định chính xác sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Thôi bây giờ hai đứa nắm tay nhau đi. Bắt đầu bây giờ chúng ta chính thức hẹn hò với nhau rồi đó. Oanh. Dạ. Gia đình có hối gì chưa? Dạ, ở cái này là gia đình em đăng ký cho em. Ủa vậy hả? Dạ. Vậy là gia đình hối lắm rồi đúng không? Dạ. Bây giờ nè, mẹ Oanh, gia đình Oanh đang xem chương trình đó. Cường nói vài câu đi. Dạ vâng, cháu chào các bác bố mẹ của em Oanh. Cháu xin phép các bác và ông bà cho cháu được hẹn hò với em Oanh. Và nếu chúng cháu có duyên và đến được với nhau thì cháu sẽ cố gắng hết sức để chăm lo cho em Oanh đến hết cuộc đời. Đây là những món quà mà chương trình gửi tặng cho hai em nha. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Các bạn sẽ nhận được một phần quà của nhãn hàng Amity. Một bộ sản phẩm tròn gói, nước lau sàn, nước giặt xả, nước rửa tay, nước rửa chén Amity. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà.
Sản phẩm cốt hủ tiếu của công ty Quốc Việt Food được sản xuất theo tiêu chuẩn FDA, giúp cho món ăn thơm ngon, tròn vị và tiện lợi hơn trong quá trình chế biến. Sản phẩm không có MSG và không dùng chất bảo quản. Toshiba Việt Nam tặng mỗi bạn một máy xay sinh tố BL70BR1NV với công suất cực mạnh 700W, dao 6 cánh, 3 lớp bằng thép không rỉ SUS301, có chức năng xay đá và làm sinh tố tự động, cối xay bằng nhựa an toàn không chứa BPA, dễ dàng tháo rời cối, dao để vệ sinh. Hãy nắm tay nhau trò chuyện tiếp tục để tìm hiểu nhau. Và bây giờ thì chúng ta hãy đến với cặp đôi thứ hai. Xin mời quý vị. Trong trường em có lưu truyền câu thơ là trai bách khoa như chim anh vũ, gái bách khoa như củ sắn lùi á. Với lại em hơi kém toán nên là anh có giỏi toán không anh? Anh kèm toán cho em ra trường. Vậy là đi tìm thầy giáo đó. Vậy là đi tìm thầy giáo đó. Dạ. Ba môn toán lý hóa thì toán là môn tốt nhất của em. Em thì chỉ cần một người phụ nữ biết suy nghĩ thôi. Vợ chung là biết lo chồng, xinh xắn một chút. Có nghĩa là hợp hay không hợp thì khi mà đã đến với nhau thì cái đó thì mình sẽ dung hòa. Đúng rồi, dung hòa đúng rồi. Mời nhà gái ra trước. Mời nhà trai. Mời đi em. Mời nhà gái giới thiệu về mình. Dạ xin chào anh Quyền Linh và chị Ngọc Lan. Em tên là Trần Thị Mỹ Tiên, em là sinh viên học khoa cơ khí, năm nay là sinh viên năm tư. Wow, cơ khí, em học bách khoa. Dạ. Hiện tại thì đang sống ở đâu? Dạ, em đang sống ở thành phố Thủ Đức. Quê mình ở đâu? Mẹ em thì ở Quảng Ngãi, còn ba em thì ở Đồng Nai. Rồi, Mỹ Tiên còn rất là trẻ, sinh viên đại học bách khoa, sinh năm 2000. Mời nhà trai. Trước tiên xin gửi lời chào đến anh Quyền Linh, chị Ngọc Lan và tất cả các khán giả đang theo dõi chương trình này. Em tên là Thái Sắc. Em sinh năm 94, trước em cũng là sinh viên bách khoa nhưng mà bách khoa Hà Nội. Bách khoa Hà Nội hả? Dạ vâng ạ. Tên là gì? Thái Sắc ạ. Thái Sắc hả? Dạ. Đúng là sắc thái, vừa thái vừa sắc hả? Học bách khoa là sắc học cái gì? Em học ngành điện. Ngành điện? Điện dạ. Rồi, ưu điểm, khuyết điểm của nhà gái thế nào nè? Dạ thì mới gặp thì em hơi ngại, thành ra là hơi ít nói. Nhưng mà khi mà gặp lâu rồi thì em nói hơi nhiều. Em còn nói nhảm nữa. Tức là rà trúng đài em là bắt đầu là em bung luôn. Dạ em bung luôn, em kệ người ta luôn. Nhiều bữa em đi chơi với bạn em về xong em kiểu chết rồi, mình nói nhiều quá, không cho nó nói một câu nào hết trơn. Trời ơi. Ủa là em nói nhiều tới mức đó luôn á hả? Dạ, hồi đó lúc em còn nhỏ á chị. Cái mẹ em bị đau đầu, cái mẹ em kêu là Tiên ơi tôi xin lỗi mình chứ, mình đừng nói một giây cho tôi đỡ đau đầu được không? Em vẫn nói. Dạ nghĩ sao mày? Bởi vậy nên là khi mà em giận cái gì á là em hay lôi ra em nó qua nó lại. Trời ơi, mình không có giận đâu, nhưng mà vậy á, ai hiểu. Vẫn chưa hiểu lắm. Vậy á chị. Rồi bây giờ khuyết điểm là cái gì? Dạ đó là khuyết điểm của em á chị. Ưu điểm là khuyết điểm luôn. Dạ em nói nhiều lắm, em còn bị đơ cơ mặt nữa chị. Đơ hả? Dạ là mặt em nó cái gì nè. Đơ như cây cơ hả? Người nhà em nói là chị mà để cái mặt này hả, người ta tưởng nó chị chê người ta. Em cười á chị. Hay là cười là chỉ cười tới đó thôi hả? Dạ em cười tới đó. Để hồi tôi qua tôi coi đơ, mặt đơ thế nào. Thái Sắc nè, ưu điểm khuyết điểm là gì? Về ưu điểm là em là cũng là kiểu làm về lĩnh vực kinh doanh, có nghĩa làm sale, cũng có một chút về cái năng khiếu để giao tiếp. Khuyết điểm của em thì là người hay suy nghĩ, và thứ hai nữa là cũng hơi một chút gì đó nóng tính. Nóng tính hả? Vâng, nóng tính không phải theo kiểu vũ phu đâu, chỉ là nhiều lúc công việc stress hay gì là mình kiểu như phát nóng tiết. Lắm là làm gì? Cũng chỉ là hét thôi chứ không có làm gì cả. Hét lớn không? Cũng bình thường. Bây giờ hét thử đi. Anh ơi đừng có hét, từ để em chuẩn bị tinh thần, em bị giật mình. Bây giờ mình giả bộ mình nóng giận cái gì đó cái mình hét lên thử coi nó mức độ nó tới cỡ nào. Đằng bên đây người ta còn chuẩn bị tinh thần. Đâu em không hét to đâu, em chỉ là ấy thôi. Nhiều lúc là kiểu như là đập bàn đập ghế thôi. Có nghĩa là mình trong tầm kiểm soát. Không có gây sát thương cho người khác. Dạ, đúng không? Dạ. Chứ nóng mà sát gây sát thương người khác cũng mệt lắm á. Không có đâu, không có. An tâm rồi. An tâm chưa? Nãy nghe nóng cái hết hồn phải đi qua coi liền luôn vậy đó. Dạ. Mà nghĩa là thấy ngoại hình được. Nói có được tình duyên thế nào nói được. Với Ngọc Lan nghe. Yên tâm quá.
Giờ đường tình duyên ngày xưa của mình như thế nào, nói cho chị nghe coi. À, em thì có hai mối tình. À, một mối tình là từ thời cấp 3 và một mối tình là từ năm 2 đại học. Mối tình học sinh thì cũng theo kiểu như là thích thích thôi, chứ phải là yêu. Còn đến mối tình sâu đậm thì năm 2. Lý do chia tay là có nghĩa là còn trẻ, thành ra là nhiều cái là mình cũng chưa từng chưa trải. Chưa chín chắn hả? Dạ vâng, chưa chín chắn, thành ra là chia tay. Rồi bây giờ chín chắn chưa? Chín chắn hơn một chút ạ. Bây giờ mình làm việc vậy có đủ kinh tế để có thể lấy vợ chưa? Hiện tại thì em nghĩ là đủ. Đủ? Đã đủ. Mà khoảng bao lâu thì mình nghĩ đến cái điều đó? Em nghĩ để lấy vợ thì em nghĩ khoảng tầm 1 đến 2 năm nữa, khi mà kinh tế mình vững. Thì lúc đó mình 1-2 năm sẽ... Có định hướng rõ ràng luôn. Rồi hả? Okay. Bây giờ tới nhà gái nè, mình nói về cái đường tình duyên của mình nó như thế nào đi. Hồi nhỏ thì mẹ em cũng thích ăn diện cho em lắm á chị. Thành ra là mọi người cũng hay kêu em là con dâu, cháu dâu này nọ. Hồi năm lớp 8 thì em cũng được mẹ cắt mấy cái tóc mà nó hơi kỳ kỳ, mấy cái tóc đầu nấm này nọ. Nên là có một bạn nam đầu gấu trong trường thích em mà chặn đường em chị. Chặn đường đi học của em sợ của em tán cặp được mặt người ta luôn. Lớp 8 thôi đó hả? Dạ, người ta chặn đường em á chị. Chặn nó làm cái gì? Nó chỉ chặn thôi nên nó kêu là bạn gái đi rồi nó cho đi học. Mới chặn thôi. Em sợ của em tán cặp trên xong em đi học. Là đó là em tính một mối tình của em hả? Người ta có tỏ tình với em rồi chị. Đó là một mối tình chứ. Tại mình tán nó thôi. Không có tán thì chắc cũng tới rồi. Cái mối tình nào lịch sử hơn tình đó nữa không? Thì năm lớp 10 thì em có quen một bạn nam cũng được một tháng. Con gái mà thích đeo đồ cặp đó chị. Em đòi bạn mua đồ cặp cho em đeo. Xong em đeo được đâu tuần 2 tuần cái em làm mất. Cũng em không. Em làm mất. Xong cái tụi em cũng không chơi với nhau nữa. Trời ơi. Trời ơi, mối tình học sinh đó. Tại không đền nữa đó. Nó lại mất phải đền. Vậy là hai mối tình nó vậy đó hả? Dạ. Vậy cũng chưa phải là mối tình gì lắm ha. Mặt đâu có đơ đâu. Mặt dễ thương. Cảm xúc mà đơ dễ đó, mình tập nó dễ lắm. Tiên học bách khoa. Dạ. Học nghề cơ khí. Dạ. Của sao con gái mà học nghề cơ khí nha? Thì do cái đường tình của em nó trắc trở quá nên em hay kiếm mấy cái môi trường mà có mấy bạn nam á để em đi vào cho nó đỡ trắc trở. Hợp lý. Đỡ trắc trở. Hợp lý. Đó. Hồi đầu là em học cấp 2 là em có vô chuyên lý. Nhóm chuyên đó thì chỉ có một bạn nam duy nhất và ba bạn nữ. Sau đó cấp 3 cái em dốt lý luôn. Em cũng không định vô bách khoa đâu, mà bạn thân em kêu là bây giờ tao học ở trường đó, mày học trường kế bên đi cho nó trưa hai đứa mình ra ăn cơm trưa. Cái em cũng vô, mà bách khoa nhiều nam mà đúng không anh? Đúng rồi. Đó anh chị thấy không? Cái em vô ai về đâu. Cái môn mà em vô, cái ngành mà em vô toàn nữ không. Cơ khí sao nữ nhiều ta? Cơ khí tao không yếu nữa luôn. Em học ngành dệt may á chị. Cơ khí nhưng mà... Cơ khí dệt may à? Dạ. Có 8 nam trên 93 nữ. Cơ khí có một câu thơ gì quen thuộc á, nhớ không? Không biết anh bên kia có biết không ta? Có không? Có. Câu gì đâu, đọc thử coi. Thơ thì chắc là em không biết rồi, nhưng mà em chỉ biết là con gái cơ khí thì hơi mạnh mẽ một chút. Em biết là như vậy. Thì em đoán vậy thôi, chứ không biết đúng trong không. Trong trường em có lưu truyền câu thơ là trai bách khoa như chim anh vũ, gái bách khoa như củ sắn lùi anh. Gái bách khoa như củ sắn lùi anh. Rồi con này có nghe rồi, có nghe. Hồi đó quyết định học bách khoa xong rồi cái thời gian mình học ở trong đó rồi, mình có bị nghe người ta nói là mình khô khan không? Mấy bạn nữ vui lắm chị, ý là chỉ hơi thiếu nam thôi chứ mấy bạn nữ vui lắm. Chính vì quá nhiều nữ cho nên cũng chưa có một móng nào hết. Dạ. Hai mối tình lãng nhách à. Trời ơi, mối tình học trò người ta dễ thương gì kêu lãng nhách. Chưa có, coi như chưa có yêu đó. Thật ra là nó chưa có gọi là tình yêu đâu. Bây giờ mình muốn có một cái người tình như thế nào? Em muốn anh đó phải cao to một chút để còn che chở cho em nữa. Ngó quên rồi, hồi nãy tôi đi qua mà quên. Ký ức tôi quên rồi, không biết có cao to không. Có, ngon lành. Không phải thằng này đâu. Không phải thằng này đâu. Ngon lành. Ngon, còn gì nữa không? Gì nữa? Nếu mà anh biết nấu ăn thì tốt, em thích ăn lắm. Thời sinh viên thì em cũng ở phòng trọ ở ký túc xá thì bắt buộc phải biết rồi. Sinh viên thì nấu mì gói đồ thôi. Nhưng mà ai trải trải thời sinh viên thì cũng đều biết nấu hết. Vấn đề là nấu có ăn được hay không đúng thôi. Đúng rồi, chứ ai cũng biết nấu hết trơn á. Còn gì nữa không? Dạ, với lại em hơi kém toán nên là anh có giỏi toán không anh? Anh kèm toán cho em ra trường. Vậy là đi tìm thầy giáo đó. Vậy là đi tìm thầy giáo đó. Dạ. Nghiệt ngã ghê vậy đó. Thầy toán không? Ba môn toán lý hóa thì toán là môn tốt nhất của em. Dân bách khoa là phải giỏi toán. Bên đây là cơ khí dệt may nên nó hơi yếu yếu về toán. Nhưng mà vô bách khoa là phải toán lý hóa giỏi. Còn gì nữa không Tiên? Đúng thầy rồi đó em ơi. Anh có ăn được đồ ngọt không anh? Thực ra đồ ngọt thì có ăn được nhưng mà... Em thích ăn đồ ngọt lắm. Con gái mà thích ăn chè nè. Ăn chè, ăn bánh. Dạ, uống trà sữa.
ý là hỏi về cái sở thích ăn uống để coi có hợp nhau để nó mua luôn hũ đường để nhà ăn đường đi. Thực ra thì nếu mà ăn bánh kẹo thì ok, còn trong thức ăn thì em thì người ngoài Bắc á thì cái đồ ngọt thì cũng hơi kỵ một chút, nhưng mà nếu mà người mình yêu thích thì cái đó thì không sao. Vì rồi. Yêu là làm được hết. Dạ. Còn Cường tôi thấy cái kia rồi. Đúng rồi. Anh ăn được mắm tôm không anh? Người ta người Bắc là người ta phải ăn được mắm tôm rồi bún đậu mắm tôm. Đúng rồi, đúng rồi. Bún đậu mắm tôm đặc sản luôn. Bánh ngọt ăn với mắm tôm ngon lắm á. Thôi. Còn yêu cầu của em trai sao nói chị Lan nghe đi. Dạ em thì chỉ cần một người phụ nữ biết suy nghĩ thôi. Vợ chồng biết lo cho chồng, xinh xắn một chút. Xinh là có xinh đó. Dạ, chỉ cần mình thôi. Còn tính cách thì em nghĩ là có nghĩa là hợp hay không hợp thì khi mà đã đến với nhau thì cái đó thì mình sẽ hòa. Dung hòa. Đúng rồi, dung hòa với nhau. Ừ. Dạ. Để hỏi coi bên đây có biết suy nghĩ không nha. Trời ơi, ngại quá. Biết suy nghĩ về tương lai không? Ví dụ như hai đứa sau khi mà quen nhau rồi có biết suy nghĩ về cái chuyện nhường nhịn nhau để mà xây dựng không? Em bình thường thì em hay chơi với các bạn nữ, rồi em còn là chị cả nữa, nên là em phải nhường nhịn rất là nhiều rồi. Nên là bây giờ em không có yêu cầu quá đáng, nhưng mà em cũng mong anh có thể cho em biết cảm giác được nhường nhịn. À, biết sao chị phải hỏi kỹ không? Tại vì dân Bách Khoa, con gái Bách Khoa cá tính lắm. Cá tính mạnh mẽ cho nên nó có những cái mà các bạn không có được mềm mỏng trong cái chuyện tình cảm á, nên là rất là dễ làm cho các bạn trai hơi bị dội đó, cho nên là chị phải hỏi kỹ về cái vấn đề này. Nhưng mà không, bên đây là không có khô khan gì đâu nha, bên đây là nó hài hước lắm, vui lắm á, hài hước vui vẻ lắm. Kia có nhiều cái cá tính ước vui ác lắm, không có khô khan gì hết trơn, trời á. Thôi Tiên không thích điều gì đàn ông Tiên? Dạ em không thích mấy anh trai mà không tắm xong rồi xịt nước hoa che lên. Sao thái sắc, mình có trong tình trạng đó không? Em thì gọi chung là cũng trau chuốt một chút về bản thân. Dạ. Cũng có tắm sạch sẽ mới xịt nước hoa chứ. Dạ, có, em cài đây có. Dạ. Bữa nào mà lỡ quên không có tắm thì cũng đừng xịt nước hoa nha. Thôi còn thái sắc, mình không thích điều gì ở phụ nữ? Phụ nữ thì em nghĩ là ham chơi và đặc biệt là không hiểu biết. Điều đó là em sợ nhất. Dạ. Rồi, bây giờ mình hỏi ý kiến người thân chút xíu. Em trai đi với ai? Em đi với... em chào em đồng nghiệp luôn ạ. À đồng nghiệp hả? Dạ. Chào em thấy bạn gái bên kia có hợp lý với đồng nghiệp của em không? À, lời đầu tiên cho con xin chào chú Quyền Linh, chào chị Ngọc Lan, chào quý khán giả đang xem chương trình. À, con tên là Thịnh, là đồng nghiệp của anh Sắc. Thì hai anh em cũng chơi rất thân thì lúc mà vào công ty tới giờ. Nói về bạn gái bên đây thì em thấy bạn gái rất là xinh xắn nha, dễ thương nữa, tính tình thì vui vẻ nè, thấy cá tính là rất phù hợp với anh rồi đó. Hôm là bạn gái hai anh chị có cho nhau cơ hội tìm hiểu nhau hơn vậy đó. Em đi với ai Tiên? Dạ em đi một mình chị. Dạ. Thôi không sao, ở đây là mọi người sẽ cho em ý kiến nhiều hơn nữa, nhưng mà quan trọng vẫn là cái cảm giác của mình. Dạ. Bây giờ ta mở rào nha. Bắt đầu. Mở rào. Em đi cũng chuẩn bị sẵn một cái món quà. Thì chắc cái này là sở thích của em rồi. Thích ăn đồ ngọt đúng không ạ? Món quà này thì anh cũng gửi cái tâm tư vào đây là chúc em tìm một người đàn ông ngọt ngào y như cái bánh kem này. Thì em thì có sở thích là đọc truyện. Truyện tranh này là của một tác giả Việt Nam. Thì cái bộ truyện này tên là 17 năm ánh sáng. Nó nói lên cái quá trình mà hai người theo đuổi nhau, một người theo đuổi một người còn lại, giống như là âm thanh mà theo đuổi ánh sáng gì đó. Thì em tặng anh, okay, mong là anh sẽ thích. Ừ, anh cảm ơn. Rồi, mình về ghế ngồi đi. Ta bắt đầu trò chuyện với nhau đi các bạn. Sorry, nãy giờ anh cũng hơi run một chút á. Thành ra vẫn chưa biết được tên của em á. Có nghĩa là không nhớ. Dạ, em tên là Mỹ Tiên anh. Mỹ Tiên. Cô Tiên xinh đẹp. Anh cứ nhớ vậy là được. Thời tài tính. Okay. Có bài hát cô Tiên năm 2000 đó. Dạ, đúng rồi. Em là học ngành cơ khí, là hiện tại là ra trường, gần ra trường đúng không? Dạ. Ủa là em Thủ Đức là đoạn nào ta? Ở đường nào? Bởi vì anh cũng ở Thủ Đức á. Em mới gần ngã tư MK anh. Thực ra là anh mới vô, thành ra không À dạ. Vậy mà ông hỏi. Có nghĩa là biết là Thủ Đức là gần thôi, còn anh là do mới vào nên không rõ đường ở đấy trong này lắm. Vậy em có điều gì cần hỏi anh không? Anh thấy em có với anh không? Với anh không? Với gọi chung là xinh đẹp.
Vậy là mình đi làm mà đúng không anh? Đúng rồi, anh xin làm. Thì anh có dành thời gian ra để ở bên em được không? Thực ra hiện tại là anh đang ở trong này một mình. Thì cũng muốn có một người phụ nữ buổi tối thì có thể là ngồi nói chuyện sau cái quá trình công việc bị áp lực hay gì đó, thì có cần một người tâm sự. Ủa buổi tối thôi, còn buổi sáng không được anh? Buổi sáng thì đi làm. Buổi sáng bà đi học bà ơi. Trời ơi, em học online luôn. Buổi sáng làm đi, làm gì có thời gian. Chỉ có cuối tuần thôi. Dạ. Hỏi rồi bây giờ ví dụ sáng em muốn anh qua anh đưa em đi học, rồi mình ăn sáng rồi mình đi, rồi em đi học anh đi làm được không? Thôi em ngại chịu. Quan điểm về hôn nhân gia đình của mỗi bên thế nào, trao đổi cho nhau nghe đi. Thực ra thì đối với em hôn nhân có nghĩa là người Bắc hơi có cái gì đó nó hơi hơi giống như truyền thống một chút. Đối với em hôn nhân là cả đời, có nghĩa là mình sẽ sống với người phụ nữ mà mình yêu, là người vợ của mình là sẽ sống cả đời với người đó. Ba mẹ em hôn nhân cũng tan vỡ nên là em cũng muốn có cái gì đó nó vững chắc một tí. Em cũng hơi sợ cái hoàn cảnh quá khứ nó lặp lại á. Em thì chủ trương của em là không cần quan trọng là bề ngoài như thế nào, nhưng mà chỉ quan trọng là người đó có cái tính cách mà mình yêu thích thì em có thể sửa đổi bản thân cho phù hợp với lại nửa kia. Còn những việc nửa công gia chánh nếu em không biết thì em có thể học và anh có thể chỉ em dần dần cũng được. Em có thể nói rõ cho anh là em thích người đàn ông tính cách như thế nào? Em thích người đàn ông tinh tế. Chữ tinh tế cũng có nhiều điều quan trọng lắm anh. Đúng rồi, chính xác. Thực ra thì anh cũng nói luôn là anh không tinh tế, bởi vì là em hiểu là dân kỹ thuật có cái gì đó nó hơi khô khan. Dạ. Bây giờ bạn trai có thể hát tặng bạn gái một bài hát nào đó. Mình tới mình nắm tay bạn gái mình hát đi. Tiến tới. Dạ. Sau đây em xin hát ca khúc là Say You Do đi. Một đoạn là Say You Do nhé. Ta gặp nhau một chiều thu tháng 10, vì nụ cười ấy cho anh nhớ mong từng ngày. Đêm về nghe lòng thương anh mất rồi, tại vì mình còn trai phải làm sao. Anh run dữ vậy anh? À, run lắm. Hơi run một chút. Dạ, anh run. Run bập bập bập. Hơi run. Dạ. Em hát cho hát lại đi. Hả? Em á? Ừ, em hát đi. Em hát lại đi. Hát. Điều em hát một câu thôi được không anh? À, ok. Em không là nàng thơ, anh cũng không còn là nhạc sĩ mộng mơ. Hết rồi. Hết rồi. Hết rồi. Mới một nửa câu. Hay đó. Ừ, quên lời mọi người. Bây giờ hai bạn về chỗ nè. Bây giờ mình sẽ để tay mình nút bấm đi. The Great Wave. Toshiba. Nếu chúng ta đồng ý hẹn hò thì chúng ta bấm ngay vào nút bấm đó. Bạn gái là một người còn rất trẻ nhưng bạn ấy rất là năng động đó nha. Bạn ấy rất là vui tính luôn á, cá tính nữa, chủ động luôn á, có sự trải nghiệm nhiều đó. Bạn nam này cũng là một bạn người nam rất là sâu sắc. Đúng rồi, bạn gái hài hước lắm đó. Hai bạn này đẹp đôi. Một, hai, ba. Rồi, chúc mừng các bạn. Đồn quá em, đồn quá em, bấm nhanh quá vậy, trời nhanh vậy. Đâu em sẽ tự động mà, cái gì càng sớm mà thôi. Hãy nắm tay đi, chúng ta chính thức hẹn hò với nhau đó. Nếu chúng ta cố gắng thì chúng ta sẽ chăm sóc được mối tình này nó sẽ đủ lớn. Gia đình của bạn gái cũng đang theo dõi chương trình đó. Hãy nói vài lời với người lớn đi. Thì trước tiên cho cháu xin gửi lời chúc sức khỏe đến hai bác. Với em tiên thì hy vọng bác có thể gửi gắm em ấy cho cháu. Cháu có thể chăm sóc. Có nghĩa là trong cái quãng thời gian tới thì cháu sẽ cố gắng. Nói chung là cho cái sự nghiệp của mình, để làm sao đó làm cái chỗ dựa vững chắc nhất cho tiên. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina KOA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép.